Rạng sáng nay 20 tháng 1, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã đến hiện trường chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan và cơ quan chức năng huyện Nhà Bè cố gắng khắc phục hậu quả vụ sập cầu Long Kiển nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Theo ông Cường, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải lưu thông qua cầu đã vượt quá tải trọng cho phép. Cụ thể, vào lúc 21 giờ tối 19 tháng 1, tài xế Nguyễn Thanh Lâm, 29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, điều khiển xe tải biển số 60C28999 chở đá lưu thông trên đường Lê Văn Lương hướng từ xã Phước Kiển về xã Nhân Đức. Khi tài xế Lâm cho xe lưu thông qua cầu, thì bất ngờ cầu Long Kiển đổ sập hoàn toàn một nhịp cầu bằng thép. Lúc này, chiếc xe tải đã rớt xuống rạch, nhưng anh Lâm nhanh chóng mở cửa thoát được ra ngoài. Thời điểm xảy ra vụ việc, có anh Đinh Hoàng Lực, 35 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, điều khiển xe máy chạy phía sau xe tải cũng gặp sự cố khiến xe máy kẹt lại tại hiện trường. Hiện nay thì bên công an huyện Nhà Bè cũng đang phong tỏa lại cái hiện trường để điều tra, và chúng tôi đang chờ sau khi xong được bàn giao lại cái mặt bằng thì sẽ tiến hành các công việc tiếp theo để trục vớt, thanh thải, tháo dỡ để khắc phục. Biện pháp khắc phục ấy thì cũng xin thông tin thêm nữa, chỉ là do cái cây cầu này là cũng dùng để bảo đảm an toàn giao thông và lưu thông trong quá trình xây dựng cầu mới, nên là giải pháp khắc phục là các bên đã thống nhất là sẽ khắc phục, tháo dỡ cái nhịp bị sập và thay thế bằng cái nhịp mới, và tập trung là sẽ vừa thiết kế vừa thi công vừa khảo sát, tinh thần là làm quyết liệt về đêm để đảm bảo là có cái an toàn thông xe phục vụ người dân ở trước Tết, cũng như là phải có cái thời hạn khai thác lâu dài trong quá trình ít nhất là thời gian trong năm 2018-2019 để đảm bảo giao thông trong quá trình xây dựng cầu mới. Cũng theo ông Cường, sau khi lực lượng cứu nạn cứu hộ tích cực lặn tìm, kiểm tra rà soát hết, thì đến 2 giờ sáng nay 20 tháng 1 đã có thể kết luận không có thiệt hại về người trong vụ việc này.